đấy. Ờ, đã xúc được rồi. Cao tí đi anh. Cao tí cho nó có khách chứ. Anh Tiến bảo dưỡng mình đông lạnh. Cho anh Tiến làm cái kỷ niệm mình đông lạnh. Lâu lắm rồi anh Tiến, anh em mình làm bình đông lạnh anh nhỉ? Toàn làm điều hòa thôi. Mình có ai mượn đâu mà nhiều người ta rất ngại nào. Người ta toán hỏng người ta mới gọi lúc đấy đã bình nhiều. Sợ nhất là dò điện cho mà người ta ngại. Ừ, ngại à? Cũng dạ, còn được đầy quắp rồi. Anh chơi trực tiếp mà. Bình để cho ấy thôi. Cần thế nào? Cái bình nhà em bây giờ cũng bẩn lắm đấy, em bật nâu nóng cực nhưng mà thôi kệ, em lười. Nhà mình làm được cái mà lười đúng không? Nhà nám kéo bật tiền. Nào cũng ngay trả tiền. Đấy, hôm nào thật rảnh mà sung sức mà chán không việc gì làm mới nôi ra làm. Từ từ đấy nè. Nó chặt đấy. Tháo cái này ra trước, tháo cái ma dê này ra trước, thằng nào cũng vứt ma dê đi mà. Hả? Mình cho ra ngoài. Thôi đừng ấy, nó xước mất cái này thì sao? Xước mất cái bên kia sao? Lấy xong đi, để lấy nộn tôi vít lại, lấy đầu hai cạnh đào đi xong rồi vặn cái ma dê trước. Để nó bị oxy hóa cái này. Nó bám vào đấy nhiều ấy quá cặn nó rồi. Lấy tôi vít nhỏ kia. Đấy, cố làm à? Bóp nó vào. À, đây là tôi vít thuật. Cái này cả em cọ thoải mái. Cái này không thoải mái. Ừ, cái đấy là hai cái này này. Ừ, cái... Chẳng hay sánh. Để anh kìm đây để anh vặn cái này ra. Cái gì? Hai cái chống cặn này hỏng rồi. Kìm mới lên chống cặn nhá. Dạ, tháo không tháo được chị. Kìm mới chống cặn này. Để xuống đây. Nó còn nó ăn tuét mất rồi. Để mà tuét quá mà oxy hóa thì cũng chịu rồi. Nắm nhà bỏ tháo cũng chịu. Thầy cũng chịu, không có tháo đâu mà thầy. Nó han gì? Thì vứt thẳng vào đây này, vứt thẳng cái này vào đây thôi. Thả thẳng vào, không cần phải nắp vào đấy, nhắc nắp vào đấy thì nó sẽ đúng hơn. Cho mất cả khoa học. Đây. Để làm sạch đã rồi mới cho xong. Ừ, làm sạch đi. Cái này chỉ bóc thôi. Chứ anh mà lại cạo mà chỉ có giặt chết. Tại vì trong cái này nó có một cái nớp mà chống điện. Chỉ được phép kỳ thôi. Chết nó lấy vươn rác nó kì mà. Chết thì chết rồi. Thế hỏng hết rồi. Nó mà mất cái mạ đấy, nó dò dỉ điện nó truyền thôi thì điện nó truyền vào hai đường này. Hai đường này, tại sao nó có cái doang cao su ở đây để cách điện. Này mà rồi đưa vào đây bàn trái thì. Thôi chết còng người thấy khác đó, rẻ nữa mà. Còng. Còng có mấy trăm thôi mà. Chứ bữa nước cỏ. Nó cẩn thận. Bữa nước cỏ bình nhiêu? Bữa nước cỏ được rồi. Cỏ được, nó mà cứ xước dò điện ra là vứt đi. Nhưng mà cứ cẩn thận đấy. Là mình chỉ kỳ thôi. Chứ nếu mà em mà lại lấy bốn lưới là cọ thì chốc anh lại tắm lại không tắt át thì lại bỏ mà chân tay thân. Thế cho nên là tại sao tắm phải tắt át? Tắm mà tắt át em máy nhà em cũ rồi, em tắm em toàn tắt thôi. Còn để át không bắt đầu nó mình... máy đây hai cái điện là vào trực tiếp đấy để làm nóng cái mai xo này, cái này nó chỉ là bảo vệ thôi. Thực ra thì nhà em có át chống giật ở ngay đầu nguồn tổng rồi, nhưng mà em cứ yên tâm. Trông nó đơn giản thôi. Yên tâm. Không như ngày mới nữa, bây giờ máy 2 năm mới cơ thì năm mới thì mình còn chơi ngay hiểu chưa? Chơi hết, vừa tắm vừa ấy. Bật cái mà vào tắm luôn, không cần phải đợi. Hiểu chưa? Nó mới mà. Máy mới mà, không cần phải đợi. Nhưng bây giờ nhá, phải cứ bật 15 phút xong mới đi tắm, tắt đi tắm. Bây giờ nó bẩn rồi, nó kém rồi. Từ từ có tháo cái này ra đi. Này nước có vào cái này ấy. Cái này có nước vào được không? Tháo cái này ra. Không chốc phải lấy máy sấy đấy. Có tháo ra không? Tháo ra đi. Tháo ra không chốc mới lấy máy sấy thì chết. Nó vào mà.
ảnh hưởng đúng không? Tháo ra rồi ấy mà lại chốc lại phải sấy máy sấy cái này ấy. Tí phải sấy rồi. Thế tôi xịt tí sấy thôi, để bên đây đi. Không tháo nữa. Thôi để. Thì ở này nó không thể tránh được. Nó chỉ để được như này thôi. Tháo ra hết nữa ra đây này, tháo cái cả hết. Không, cái đấy liên quan. Thôi được rồi, được rồi. Bộ này. Nước vào rồi bơm nước mà. Cái đấy không liên quan. Nó kia cầm vàng nó té. Lâu lắm mới làm máy lạnh nhỉ? Máy nóng lạnh nhỉ? Máy nước nóng nhỉ? Nó phải từ bao giờ đấy nhỉ? Ngày xưa từ cái đợt mà anh em mình làm mấy con ở bà, cái bà ở chính Mỹ làm cả máy giặt cho bà ấy. Đúng không? Phải 3 năm, 2 năm rưỡi rồi. Nhỉ? Anh Tiến nhỉ? Mới làm một cái móng lạnh này. Đúng không? Từ cái bà chính Mỹ, anh nhớ cái bà chính Mỹ đấy không? Xong rồi nắp, xong rồi vỡ cả ống nước của, xong rồi phải thay cả cái tay hoa tay sen ấy. Nhà bà ấy, đồ gì cũng hỏng hết, đồ cũ hết đấy. Quả đấy là lâu nhất đấy nhỉ? Xúc xong là được rồi. Thần ông trôi hết ốc. Nhặt ốc ra đã. Trôi ốc nha. Sạch nắm rồi đổ ra một đống. Được cái khuôn viên nhà mình cũng rộng đấy. Làm nó thoải mái. Đá vôi, xeo. Nước của mình là nước đá vôi mà. Nên người mình là uống nước mình là răng trắng lắm. Nhưng bây giờ cứ dùng máy lọc nước giờ ô hết, thế là răng không trắng nữa. Thấy chưa? Đây, rẻ đây. Nào, cứ lắp vào đi, lắp vào xong rồi sấy được mà. Cái đấy nó chỉ là cảm biến thôi. Sấy qua thế là được. Lắp cái tao cái này đi. Lắp vào miệng đi. Đâu cái này tí nữa. Cái này sao nó không lâu lắm. Năm mới sao nó nhanh thế. Cú về nó lâu. Ôi thế là được rồi chứ không cần phải ấy nữa. Cái đấy không nên cẩn thận quá. Chỉ có xúc cái bình. Chứ còn đâu thích cái đấy mặt trải trắng cái đó ấy lại đơn giản. Thật chứ. Mới. Nhưng mà nó làm sao gia đình chị đấy nhỉ? Cái mình cũng làm sao nó cứ sạch rồi gọi vệ sinh mà. Mình cứ làm nó đúng rồi. Bóc nó nhẹ nhàng. Cho cái này vào đi. Cho cái này vào đi. Thì cho ốc vào, cho đấy vào mới được. Bình chữ. Nó ghen ở cái ốc con này. Để tí nó nắp điện. Còn máy bé này cũng rẻ mà. Còn này. Chứ là... Ý là thay cái còng này nó rẻ. Còng này. Nó có cả còng thay à? Tay đây. Em nhà em đang thưởng cái bình acetone to đẹp anh nhìn thấy. Em đang đợi cái bình nhà em nào thay bình acetone đấy vào. Chú sấy cả cái đấy đi. Nào. À. Chú cho bạn mới sấy, chú có mới sấy không? Nhà có phụ nữ nào cài có chứ? Mát rượi rồi. Đâu nhưng mà tắt rồi thế. Tắt rồi, chơi đấy. Nó vừa đấy chưa tắt à? Em biết ra được cái việc của anh. Anh muốn làm gì anh làm. Chịu chết. Anh bảo anh thử em để ý gì. Nó sắp tắt
thử em hả? Không biết, em chỉ biết anh thử em chỉ dẫn anh làm bánh lanh mắng lạnh em chịu chết. Điều kiện những người khác, điều kiện những người cần gì tiết kiệm nước nào. Nước cứ chảy mạnh. Bơm cả đầm chứ bao giờ đâu cạn nhé. Thôi tắt đi chứ ạ, được rồi, cho nó nghỉ đi. Tối, tối. Phải đập mức thấp nhất. Để những 29 độ thôi, xong rồi thịt nóng bay. Bắt chéo nhá, rồi bắt. Không, thực ra chú cứ để 28 từ đầu luôn, không cần em từ đầu luôn, bởi vì nó chỉ là nhiệt độ ngắt của cảm biến thôi. Xong rồi đắp chăn, xong rồi đắp chăn bông. Đắp chăn bông này, nhiều người ta đắp chăn bông mà. Nhiều người ta đắp chăn bông. Nhiều người ta đắp chăn bông để ngủ mà. Ông vẫn chưa mát. Béo mà. À béo nữa thì nó mấy cân. Béo. 6 là nùn hơn cả cháu mà tám mấy cân. Thế là gần gấp đôi mình. Ok. Thôi thôi thôi, chặt quá. Chặt quá. Được không mà chặt. Đây là anh đang thiết đấy. Anh sợ nó chặt quá. Này nước nóng nó dỉ ra. Ok chưa? Nào đi ăn xì. Cho rẻ này vào đã. Xung quanh à. Cứ để anh làm hay không phải cứ đồ. Hết việc cứ để cho quay thoải mái. Quay cho thoải mái đi đã. Còn có khách nào giới thiệu tiếp. Mày về giờ. Đấy, quay cố cái cảnh nắp lại thôi. Tiến giờ chuyên nghiệp rồi. Hôm nay bằng dính nối dây điện là xong nhá. Nối dây điện xong rồi còn làm gì.